Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy toán lớp 3 luyện tập giáo lý. Bài hôm nay chúng ta sẽ học là bài xem đồng hồ. Thầy sẽ giới thiệu cho các em, đây là thầy có một cái đồng hồ. Cái kim màu xanh xanh này, cái kim dài. Đó là cái kim chỉ phút. Rồi kim ngắn ngắn này, chỉ màu đỏ này là chỉ giờ. Nè, cái kim màu xanh này đó, nó quay một vòng như thế này. Ví dụ như con số 12 đó, nó quay một vòng như thế này đó. Thì cái kim này nó lên từ số 8 lên số 9. Nè, lên một số đó. Cái kim này chỉ số 9, cái kim này là chỉ số 12, đây là 9 giờ à. Và nó quay một vòng như thế này đó, thì 10 giờ. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ qua cái giờ này. Từ chúng ta thấy cái chấm đỏ đỏ này không? Thấy cái chấm đỏ đỏ nhỏ nhỏ này không? Đó. Từ đây qua đây là 1 phút. Đó. 2 phút, 3 phút, 4 phút, tới số 1 là 5 phút. 6 phút, 7 phút, 8 phút, 9 phút, 10 phút. Đó. Rồi tương tự 11, 12, 13, 14 rồi 15. Tới số 3 là 15. Đó. Ví dụ như vậy thì bây giờ đây là đúng 10 giờ đúng không? Chúng ta nhích qua đây một tí xíu là ngay chỗ chỉ số đỏ thứ hai, đó là 2 phút. Ví dụ chỉ dưới đây là 5 phút, như vậy là 10 giờ 5 phút. 10 giờ 10 phút, 10 giờ 15 phút. Rồi tới đây là 10 giờ 15 là tới 20. 10 giờ 25 phút, 20 này, và tới đây là tới 25 phút. 10 giờ 30 phút. Đó. Cái kim này nè, nó mà nó từ bên số 6 qua tới 12 mở bên này này, bên cái vòng bên này này, chúng ta sẽ có hai cách nói. Hai cách thể hiện. Đây là 10 rưỡi. 10 rưỡi thì cái kim này nó ở giữa số 10 và số 11, là cái kim dừa này. Rồi. Chúng ta nhích qua đây một tí xíu đây. Là 10 giờ, đây là 30 đúng không? Tới ngay chỗ là 30, đây 31. 31. Thì đó là một cách nói. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ nói là 11 giờ kém. Kém thì chúng ta sẽ đếm ngược lại. Đây là 5, 10, 15, 20, 25. 25 là tới chỗ này là 29 phút. Được. Kém 29 phút. Rồi bây giờ thầy lấy chỗ đồng này, là đây là cách nói thứ nhất là 10 giờ 35 phút. Đây là 30 này, qua đây là 35 phút. Cách nói thứ hai là 11 giờ kém. Kém thì chúng ta đếm ngược lại. Đây 5, 10, 15, 20, 25. Như vậy ngay chỗ này là kém 25 phút. Ví dụ như lên đây thì chúng ta cũng vẫn có nó hai cách nói. Thứ nhất là 10 giờ. Chúng ta đếm đây, 10 giờ chúng ta đếm này là 10, 30 đúng không? 35, 40. Như vậy 10 giờ 40 phút. Cách nói thứ hai chúng ta sẽ nói là 11 giờ kém. Là chúng ta đếm ngược ở đây 5, 10, 15, 20, vậy kém 20 phút. Nè. Cái kim phút này nó từ bên này qua ở giữa, ở nửa vòng tròn bên này, thì chúng ta sẽ có hai cách nói. Thầy nhắc lại có hai cách nói. Rồi ví dụ cái kim này nằm đây thì chúng ta cũng vẫn có là hai cách nói. Thứ nhất là 10 giờ. 10 giờ bao nhiêu phút đây? 10 giờ 30, 35, 40, 45. Nè. Cách nói thứ hai chúng ta ngược lại, đây 5, 10, 15. Như vậy, cách nói thứ hai là 11 giờ kém 15 phút. Tương tự lên đây là cũng vẫn có hai cách nói. Thứ nhất là 10 giờ. 10 giờ bao nhiêu phút đây? 30, 35, 40, 45, 50. 10 giờ 50 phút. Cách nói thứ hai là 11 giờ kém 5, 10, kém 10 phút. Kém 10 phút có nghĩa là còn 10 phút nữa là đủ 11 giờ. Có người thì nói là 11 giờ thiếu 10. Cái kim này nằm đây thì chúng ta vẫn có hai cách nói. Cách nói thứ nhất 10 giờ đây là 55 phút này. Chúng ta đếm này 30, 35, 40, 45, 50, 55 phút. Cách nói thứ hai là 11 giờ kém kém này kém 5 nè. Rồi ví dụ như ngay thế này thì đây là cái máy 11 giờ kém đây là một phút, 2 phút, vậy là kém 2 phút. Rồi. Đấy. Rồi tới đây là
11 giờ. Rồi chúng ta quay lại cái bài của mình. Viết theo mẫu. Đây, cái kim này ngắn ngắn này đây là cái kim chỉ giờ. Cái kim dài dài này là cái kim chỉ phút. Cái kim này chỉ đúng số 7, cái kia chỉ đúng 12, đó là 7 giờ. Rồi cái kim này là chỉ số 5, cái kim này là chỉ số 1. Rồi, từ đây qua đây là 5 phút. Như vậy là 5 giờ 5 phút. 5 giờ 5 phút. Cái này 5, 10, 15, 8 giờ 15 phút. Rồi cái này. Cái này thì cái kim này nó nằm ở bên giữa từ số 12, số 6 ở bên này. Thì chúng ta phải có chúng ta sẽ có hai cách nối. Cách nối thứ nhất là chúng ta thấy cái kim này nè, mà nó nhịp xịt xuống đây, cái kim này xịt lên đây, nó là 3 giờ. Vậy cái cách nối thứ nhất là 3 giờ kém. 3 giờ kém. Kém là chúng ta đếm ngược lại 5, 10, 15 kém 15 phút. Nè. Rồi. Cách nối thứ hai là 2 giờ. 2 giờ chúng ta đếm đây, đây 30, 35, 40, 45. Rồi cái này là 2 giờ 45 phút. Dạ. Chúng ta qua bài số 2. Vẽ thêm kim phút để đồng hồ chỉ. Rồi cái này người ta họ tất cả đã vẽ cái kim giờ sẵn cho mình rồi. Chúng ta vẽ cái kim phút. Trong này thì người ta họ không có nói đề cập tới giờ kém. Được. Nè. Chúng ta thấy cái giờ mà nó vượt qua công 35 vượt qua công 30 thì nó sẽ có giờ kém. Đây, cái này có giờ kém này. Nè, nó vượt qua 30. Rồi, cái này là 7 giờ 5 phút. Như vậy là cái này thì tương đối được. Rồi nó giống ở trên này, cái bài này nó giống ở đây. Cái... Rồi, 5 phút không? Từ đây là qua đây là 5 phút. Đó này là 8 giờ 20 phút. Đây là 5, 10, 15, 20. Chỗ này số 4. Chín giờ 45 phút. Đây là 30 nè. Chúng ta luôn luôn nhớ cái chuẩn này là 30 ha. 30, 35, 40, 45. Vậy cái kim kia nó sẽ số 9. Cái này hay còn gọi là 10 giờ kém 15 phút. 11 giờ 15 phút. 5, 10, 15, 20. Như vậy chỗ này là người ta nói 15 thôi. Rồi, xong. Chúng ta qua bài số 3. Viết số tích hợp vào chỗ chấm. Người ta cho cái hình cái hình này thì người ta yêu cầu là trong hình bên có chấm chấm hình tam giác. Một hình, hai hình, ba hình. Rồi, như vậy thì chúng ta thấy là ba hình tam giác. Chúng ta xem có bao nhiêu hình tứ giác. Chúng ta lấy cái hình hình 1 phần 2. Hình 1 phần 2 này chúng ta ghép lại, chúng ta sẽ được là một hình tứ giác. Dạ. Rồi ta lấy cái hình 2 với cái hình 3 này nè. Chúng ta ghép lại chúng ta sẽ được là hai hình tứ giác. Rồi. Cái ở ngoài này cái hình lớn này nè. Như hình thứ hai nữa, vậy là hình thứ ba. Giờ chúng ta sẽ có là ba hình tam giác và ba hình tứ giác. Chúng ta qua trang tiếp theo.
Bài số 4. Đúng thì ghi D, sai ghế và ô trống, ô vuông. Đồng hồ chỉ A, B, C hay là D? Đồng hồ này là chúng ta thấy là cái kim giờ nó ở trên con số 7 một tí xíu. Và cái kim phút nó chỉ đúng số 8. Thì 7 giờ 30 phút là không đúng, tại vì cái kim 30 phút thì nó nằm ở chỗ này. Đó. 8 giờ 40 phút như vậy không phải. Được không? Nếu như 8 giờ thì cái kim này phải chỉ chứ chỉ số 8. Được. À, 40 thì đúng nhưng mà cái giờ là sai. 7 giờ 40 phút cái này đúng nè. Nè. À, người ta yêu cầu là đúng, cái này đúng thì sai thì ghi sai. Cái này là sai. 8 giờ 40 phút cái này là sai. 7 giờ 40 phút cái này đúng nè. Nè. Rồi, cách thứ hai là 8 giờ kém 20 phút, 10, 20. À, 5, 10, 15, 20. Cái này đúng. Đọc qua bài số 5. Viết tiếp vào chỗ trắng. Câu A. Chương trình văn nghệ thiếu nhi từ 7 giờ 30 phút đến 7 giờ 45 phút. Chương trình văn nghệ kéo dài trong bao lâu? Như vậy cùng là 7 giờ hết, được không? Cùng là 7 giờ hết. Nhưng mà từ 30 tới 45 như vậy ta lấy 45 ra trừ cho 30. À, như vậy là 15 phút. Được không? Cùng là 7 giờ nhưng mà 30 phút tới đây. Thầy lấy cái này đây. Người ta nói là 7 giờ 30 phút đúng không? Đây. Đây là 7 giờ 30 phút. À, tiếp theo người ta họ tới là 7 giờ 45 phút đây. Rồi đây là 30 tới 35. 35 40 45. Đây. Tới đây như vậy là đây là 5 10 15 15 phút. Đã qua cô B. Hùng đi học từ nhà lúc 6 giờ 30 phút và đến trường lúc là 6 giờ 5 phút. Như vậy là cùng là 6 giờ hết. Thì ta lấy 50 ta trừ cho 30. Như vậy 50 mà ta trừ cho 30 là 20 phút. Câu C. Lan học môn tập đọc lúc 7 giờ 10 phút. Học xong Lan thấy đồng hồ chỉ là 7 giờ 50 phút. Nè. Như vậy Lan học xong môn tập đọc thì khoảng thời gian là bao lâu? Như vậy là cùng là 7 giờ hết. Thì chúng ta lấy phút này ta trừ phút này. Rồi, 50 ta trừ cho 10, như vậy là còn lại là học tới 40 phút lận. Đã qua. Câu B. À, câu số 6 chứ. Cái máy này sao nó mờ mờ. Chúng ta câu số 6. Khoanh tròng và chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu A, phép tính nào dưới đây có kết quả lớn hơn 45? Như vậy như vậy thì chúng ta sẽ đi tính rồi chúng ta mới biết được. Rồi. 25 ta cộng 8 là bằng là 33. Như vậy không phải. 100 ta chia 5 là bằng 20. Cũng không phải. 70 mà ta trừ cho 55. Như vậy là bằng 5 trả 1. Vậy là 45. Cái này 5 x 10 là bằng 50. À, như vậy chỉ có câu này lớn hơn 45. Câu D. Nó qua bài B. Trong hình dưới đây có mấy hình tam giác? 1 hình, 2 hình, 3 hình, 4 hình. Rồi chúng ta ghép hình nữa. 1 và 2 chúng ta ghép lại chúng ta sẽ được hình thứ 5. 2 và 3 chúng ta ghép lại chúng ta sẽ được hình thứ 6. 4 và 3 này chúng ta ghép lại cho được hình thứ 7. 1 và 4 thì chúng ta ghép lại chúng ta được hình thứ 8. Như vậy câu D là hình thứ 8, 8 hình.
Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới đến thầy nhé. Xin chào các em.